Ngày 20 tháng 11, 2020, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết sau mưa bão, đàn vọc gáy trắng lại lao xuống đường rượt đuổi tấn công người đi đường. Cụ thể, ngày 17 tháng 11, anh Hồ Văn Liên, 28 tuổi, ngụ thôn Tà Băng, xã Hướng Lập, đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Sebu thì bị đàn vọc gáy trắng gồm 3 con lao ra rượt đuổi. Trong đó có một con vọc đực nặng tầm 15kg cào cắn vào chân anh Liên để lại nhiều dấu răng vết xước chảy máu. Nạn nhân được đưa đến trạm y tế Hướng Lập để xử lý vết thương ngay sau đó. Theo trạm kiểm lâm xã Hướng Lập, trong 2 ngày qua, đàn vọc thường xuyên ra tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Sebu và Chê Ly rượt đuổi người, khiến nhiều người lo lắng. Vào đầu tháng 10, lực lượng chức năng đã giăng đoạn lưới dài gần 1km, cao 8m làm giải pháp tạm thời để ngăn đàn vọc lao ra đường tấn công người. Tuy nhiên, đợt mưa lũ dồn dập trong tháng 10 khiến việc thi công chưa hoàn thành. Một số đoạn lưới bị sạt lở, tuột khỏi cọc neo nên chỉ còn cao 1-2m khiến vọc dễ dàng lao xuống đường.